Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với How We Rock của LVK, NVM, Lil Wayne, Khoa Weezy và REF và Thịnh Hồ. Thank Star. Thịnh Hồ kiếp đã xin sẽ lên trong màn đêm ôm lấy the moon. Có quá nhiều demo is coming soon. Thời flow lên trên con beat này như balloon. Tiếp tục làm việc và nhảy theo cách ta muốn. Không nên đến nơi rap game, có đang muốn thêm. Working for my city, đến lúc nhá nhèm. Không thể đứng lại, hay đợi tao chẳng loay hoài. This is how we rock, đây là cách ta muốn. Không bao giờ quay đầu lại. Tao như Lil Wayne bao mặt nhưng lại nó bên tay. Lưu như Michael Jackson khi tao hit the hit. Tao chân không ngừng nghĩ kim tiền bao vào vít. Ok, tao nhìn xa trong lòng tao như là chim. Bay đến nơi thật cao ở trong làng im. Cuộc đời tao như bộ phim vì chơi nhạc bằng ca con tim. Man, anh em biết rằng tao vẫn lit. And talking shit. Có quá nhiều điều xảy ra trên OV. Melody thành trending, tao làm theo cách tao muốn. Nhưng vẫn cứ như là flamey. Doing what I want is what I got here. I got some bars, they student with me homie. Tao phải nắm ghi âm thanh của tao để nói lên. Qua năm tháng tao vẫn trải dù nhiều lần đổi tên. Lên trong màn đêm ôm lấy the moon. Có quá nhiều demo is coming soon. Thời flow lên trên con beat này như balloon. Tiếp tục làm việc và nhảy theo cách tao muốn. Không nên đến nơi rap game, tao đang muốn thêm. Looking for my CD, đến lúc nhá nhèm. Không thể đứng lại, hay đợi tao chẳng đoái hoài. This is how we rock, đây là cách tao muốn. Yeah, I'm working when you party. Sau với tao đã khắc ghi. Nỡ đôi chân mày bước đi, vượt lên trên tao mày nghĩ gì? Nói nghe như là Jesus, tao là vua không ai. Đeo trong gai chẳng quan tâm ai, đừng kêu tên tao vô cớ. Moving lại chỉ đi rap, có gì là tự nhiên. Giống như sù bòi tránh xa ai nói chuyện phim. Vì đời này thật là hư không, làm gì còn người cho không. Ngày nào mình cũng sang sông, giờ còn gì này bạn thân ơi. Quay đầu lại đằng sau, tao đã cách nó quá xa. Bước trên sông thời gian, nhìn mọi thứ đó đã qua. Nhìn xem mọi thứ xung quanh, giờ chỉ có mỗi chúng ta. Bay trên quốc lộ, lướt thật nhanh trong thành phố. Đó là cách mà tao muốn, yeah. Vượt mặt tao đừng cố. Lướt lướt trên piano, 24 on studio. Làm ra những bài nhạc cháy, mày có thể thấy nhạc ở trên show. Có quá nhiều người nói nên tao lặng im nghe thôi. Have fun with the homie, nhìn màn đêm đang trôi. Bao lâu ta bên nhau nên thôi, hình ngưng sắp soi. Mẹ tao không lâu thôi với mấy thằng đấy nói. No, fuck, vì đời còn báo trong gai. Đừng chờ hay trong mai, để rồi làm lòng đứng phôi phai. Sự nghiệp trên đôi vai và nhìn về nơi tương lai. Chẳng quan tâm ai chê bai, tao luôn hiên ngang trong phía trước con mày. Move, now why sao I move. Starting from the zero, got nothing to lose. Nothing. Low key in my local, trying not to improve. Hey, they just what I'm claiming, maybe they don't know. They don't know. They don't know how hard I tried it on the road. Yeah, on the road. Hey, if you wanna take a Remy in your show, in your show. Hey, I don't show emotion, I just show my flow. Show my flow. Sẽ lên trong màn đêm ôm lấy the moon. Có quá nhiều demo is coming soon. Thời flow lên trên con beat này như balloon. Tiếp tục làm việc và nhạc theo cách tao muốn. Curving my neck bling bling, this is how we roll. Tin hồ đưa con beat này, I will make it hard. Mình không thích thiết cả tập đồ hình kết sang nói chút nào. Woke up on your way, grab a zone, don't want it start. I'm doing what I love, this not what you want. Hip hop on the top, don't you keep it up. Nào vòng mô hoài nghĩ về cách ta show it. Nhưng tao vẫn chơi nhịp ai hò ai vẫn không thể ngưng lại. Lòng tin là chỉ quá sắp tao có được chút đứng. Yeah, đang ở cao như vậy vì tao không phải được phải. Có nói lời xin lỗi vì tao đã is late. Tao vẫn đang lên mà cây mình còn ở đây. Không thể ngăn được đôi chân này chỉ cho mày muốn. Ay, sự kiên kết vì tao đã làm mình phải đi xuống. Ay, không trông hướng mà tao biết mình đã làm được.
do. Ay, monkey flow, they got the moon, the cool. 10 pops more like Rasta, stand back for the camera. Can't breeze cause a lot of numbers, by spitting on my mom like Tessa. Fan blood to my fam cause a white plug in the black culture like white bitch. Got too much step up on the black light, close the black folders. In the game, got a lot of shit inside my head. 24-7 walking up to the camp, feel my face. This is how we run, drop some real fucking cat. We're strolling through the beat, sitting rap like machine, yeah. We don't care about your diamonds, cause demons coming soon. Cause demons working for my album, turn it forward, we're ballin' like a psycho, and I'm ballin' like a Kobe, here I peek if you're in sober, ayy. But now I want to have some focus. Won't you bitches focus on my flow and make some nobler. Flow down, quên vì từ bên trong ra là đam mê, yeah. Started from the bottom, giờ anh em mình cùng đi lên, yeah. Thanh Hồ làm biết ghê quá. Nói gì đó đi anh Hy Sơn. Thanh Hồ làm biết khó thở quá. Như là clip bài này một cái công nghệ mới, mình thấy là 3D, làm visual 3D khá đẹp, âm nhạc cũng khá mới, kiểu là mọi người cũng có khá tự tin với những cái sản phẩm của âm nhạc Việt Nam bây giờ, kiểu mọi người có thể so với những cái này bạn bè nước khác, quá ghê rồi. Nghe mà giữ được cái nhịp, nó cứ giữ được đều á, nó không có bị nghe nó bị chán, mà nghe khúc nào nó vẫn có cái cao trào của khúc đó. Nghe đầu tiên mà nói lại nó sờ, không biết nói sao hơn, nó phải tổng thể đi thì mừng, rất là mừng từ tất cả mọi người trong vờ, không mọi người đều giữ được một cái riêng gì đó của mọi người, không có ai bị mất màu hết. Bản thân em thì nói về từng người thì NVM là một trong những người mà em khá là ấn tượng, tại vì em nghe nhiều bài nhạc của ảnh và em biết ảnh là một trong những producer khá là ok, khá là tốt trong rap Việt, và cũng là một trong những người chơi melody rap khá là hay nữa. Và em ấn tượng cái lần đầu tiên nghe nhạc của NVM là khá là giống với The Weeknd, nhưng mà nó không phải là một cái điều tiêu cực, mà phải nói thẳng là làm giống The Weeknd khó ai làm được lắm, nhưng mà NVM lại làm ra được. Với lại nhưng mà anh vẫn có cái màu riêng của anh ở trong đó. Còn LVK thì em chưa nghe nhạc của LVK nhiều, nhưng mà trong cái verse của LVK trong bài này thì melody của anh đoạn đầu rất là dính, nhưng mà bản thân em thôi thì về gần cuối verse thì nó hơi chì xuống một tí, nhưng mà cũng không, nó không phải là down mood luôn, nó chỉ là hơi chậm lại và hơi ngang ra tí thôi. Nói với bọn thì có nghĩa là cái vờ của LVK nó khá là mới á, tại vì nó là hơi lạ tai nghe một xíu, tại vì mình có cảm giác giống làm giống như kiểu của biệt đội Youngstown Online, nghe khá giống Lil Kid. Những cái đoạn nhạc clip lên những cái đoạn giọng gió mà giữ những cái đó rất là hay. Thì cái đó bạn phát huy khá tốt á, làm đỉnh vậy. Và bọn mình ấy, mọi người đang đưa ra trong nguyên một dạng này là có LVK khá mới. Đúng so với thị trường miền Nam thì bọn mình LVK là một nguồn năng lượng khá tốt, bởi vì bọn mình cũng tiếp xúc với Kiệt vài lần, và Kiệt giữ được cái nguồn năng lượng của Kiệt rất là trẻ và học tiếp thu những cái mới liên tục, và Kiệt không có ngừng. Respect. Yeah. Còn Khoa Weezy thì em có vẻ như là anh Khoa đang muốn thử nghiệm những cái mới. Đúng rồi. Tại vì trong vở này đúng là đối với những người mà mình không làm nhạc hoặc là không nghe nhiều loại thể loại nhạc đó, thì sẽ thấy Khoa Weezy vở này hơi khó nghe. Tại vì có những cái đoạn mà anh cố tình để lệch tông luôn thì phải, đúng không? Cái đó thì nghe thì bọn có cảm giác là Khoa Weezy đang muốn giữ cái gì đó của Khoa Weezy để cho mọi người thấy là Khoa Weezy đang muốn làm điều đó, chứ không phải là đang bị. Đúng rồi, đấy là mình vẫn nhận thấy được cái sự cố tình của anh. Đúng rồi, rõ ràng là có cố tình. Dạ. Yeah. Còn RAF là cái verse mà em khá là thích trong bài này ấy. UK. Đúng rồi, flow rap rất là cháy, nhưng mà khi mà chuyển qua melodic nó rất là mượt.
Nó không bị chậm. Và những đoạn mà lên lên cao nó rất là tới luôn, nó đủ. Không gian nó rất đủ, nó rất là vừa luôn. Và tổng thể bài thì như nói nó rất là mượt rồi. Nhưng mà bản thân em thì cảm thấy hơi bài trôi qua hơi bị nhanh. Không biết là anh có cảm giác như thế hay không, nhưng mà em thì cảm thấy bài vơ từng vơ nó trôi qua hơi bị nhanh. Nó không để lại những cái ấn tượng về từng người. Đối với anh thì anh nghĩ là anh không thích đánh giá âm nhạc của mọi người, nhưng mà anh sẽ cảm nhận thôi. Cho nên anh nghĩ là mọi người đang đề ba một cái bước gì đó. Bài nhạc này giống như là một cái gì đó để mọi người, sau này sẽ là những cái dự án bắt đầu mọi người. Những cái intro. Đúng rồi, bùng cháy lên. Mà có quá nhiều demo, có quá nhiều thứ. Mà bài này nó chỉ là đang một cái bước ready, một cái bước nhấn ga nhẹ cái lên số để mọi người bắt đầu mọi người chạy thôi. Mọi người có cảm giác đó. Và cái bài này á, em nghĩ nó là một cái minh chứng cho hai điều. Thứ nhất là sáng tác melody bằng tiếng Việt rất khó. Đúng rồi, tại vì rap Việt mình có dấu rất đúng nhiều. Nó là một cái điều rất là khó để làm và ai cũng công nhận điều đó. Đây là một minh chứng. Và cái thứ hai á, là việc mà chúng ta kết hợp nhiều rapper trong một bài là một cái quá trình rất là cực. Đúng và rồi. Cần teamwork thật hiệu quả để và có những cái tính toán đúng để tạo ra một bài mà ở trong đó những nghệ sĩ vẫn giữ được thế mạnh của mình mà không bị đều như nhau. Thì mọi người đã bỏ công ra và làm ra được một bài rất là xứng đáng với cái thành quả của mọi người. Và thực sự thì giống như anh nói là nó rất hoàn chỉnh về cả phần visual luôn. Phần visual của bài này đúng thật là em chưa thấy ai làm kiểu visual này bao giờ. Để em xem ai làm này. 3D modeler là Nguyên Assassin và editor là không hề biết luôn. D. Jarvis. Head content là Kamakudi. Lại là anh Vinh. Ở đâu mấy em chim? Con chim trên cành cây. Và đó là How We Rock. Thì yeah. Và quên chưa nói về anh producer Thịnh Hồ nữa. Thì đúng là beat này là một trong những siêu phẩm á. Beat này là một siêu phẩm á. Đó giờ bầm thấy beat nào Thịnh Hồ đánh cũng ghê. Em chưa nghe nhiều beat của Thịnh Hồ. Thật ra đây là con beat lần đầu tiên em nghe của anh Thịnh. Thịnh thì bầm có biết tới thôi, bầm chưa gặp Thịnh. Cho nên bầm cũng chỉ biết là Thịnh ở mặt âm nhạc. Thì bầm cảm giác là nhạc của Thịnh Hồ rất là căng và Thịnh Hồ rất là khó trong âm nhạc của Thịnh. Lúc trước bầm có làm một bài với lại anh em Basics là anh em team của Thịnh Hồ. Thì gần như là bầm phải gửi lại tới 4 lần vocal. Thì Thịnh Hồ mới là người duyệt cuối cùng. Thịnh Hồ là người gần như là cho một cái gật đầu cho một cái bài nhạc á. Thì bầm cảm giác đó là mọi người rất là tôn trọng nhạc của Thịnh Hồ. Cho nên là mọi người Thịnh Hồ cũng là một người anh em lục kỳ và rất là có gì đó âm thầm mà lặng lẽ cống hiến cho anh em hết mình hết sức luôn. Đúng nghĩa là một producer, tức là một producer là một người phải nắm trọn toàn bộ cái dự án âm nhạc. Đúng rồi. Thì Thịnh Hồ đúng là một người như vậy. Đúng chứ rồi. Không phải là một chỉ là một người làm biết. Đúng rồi. Bạn có cảm giác là tại cái khoảng thời gian đó bạn làm một bài thôi mà anh em mất cũng khoảng 2-3 tháng. Tại vì bạn lúc đầu bạn chỉ nghĩ, tại vì bạn cũng làm cũng bắt đầu viết với những anh em khác gần đây thôi, khi mà gửi những demo collab chung á thì gần như là mình nghĩ là chắc cái này cũng sẽ ổn thôi, nhưng mà anh em khá khó luôn á và anh em rất là đầu tư cho cái sản phẩm của mình, cho nên là mình nghĩ cái này cũng là một cái sản phẩm đã được dỗ rất là nhiều rồi. Và ngay cả cái việc mix master của nhà TOD cũng căng đét. Yeah. Và bây giờ là chúng ta bước vào bài tiếp theo là bài Mad Flow của Minh Lai. Under the hood, it's my life, baby. Cuối tuần, anh em mà cùng xuống đường để cái phú nhậu. Liếc mắt
ngó nhìn cái phường xã hội chủ nghĩa giam cả từ 4 năm mưa sáng nắng mưa vất vả tương lai xa xăm 22 23 viết những su boy 25 xíu khệ thì có flow chú đẹp mình ác nghe ác nhưng mà ác như là magic man. Có khi chơi đầu có không hàng xóm nhìn xăm nói đánh nhau mà lòng bồng hai tay trắng hai tay đều mong có tình bạn là mà không bay trên trời bay lực lên trên phòng đúc kết cái sai sống lừa biến kết quả không đẹp đổ thừa tại ai và cái lỗi tại ai ước gì cái hậu địa cầu nó thấp như tri thức thấp như cái văn hóa thấp như những gì mà truyền thông liệt kê sống ở Việt Nam với chúng mình đã đổi đời đại diện Việt Nam mỗi ngày ta đổi mới những lời thì thầm và suy nghĩ trong đầu sẽ trở thành thực vì tôi không ngừng phấn đấu. Yeah, you ready? Yeah, yeah, wow, đầu óc tôi đang lắc. Lư âm nhạc tới cách đây 7 năm thì như đang phát thư. Giáo viên phụ huynh mà nghe thì mày đắc cử. Mở nhà để trong show thì đem xăng gắt ư. Mơ tao là đéo có tiền chức mà tao to và bự. Văn hóa miền Nam đâu bao giờ tao biết cử. Hip hop trong máu nên tao luôn muốn thử. Nhạc rap đơn giản chỉ là những câu nói chữ. Yeah. Yo bye, you know what to do bro. Viết thêm một verse. Nghệ sĩ đường phố nắng nót chăm chỉ tao làm thơ. Vấn nạn xã hội biết bao nhiêu thứ mới làm ngơ. Hustle real hard chứ không săn luôn đầy. Vì trên giấy để kiếm thêm giấy. Không lung lay một phút giây. Phải chụp lấy cơ hội đang tới. Không buông lơ phát thảo cuộc đời. Viết ra lời đã thành cuộc chơi. Không chờ đợi vì tao đã tới nơi. Tao nói tuyệt chứ đâu phải nói chơi. Đầu óc tôi đang lắc lư. Âm nhạc tới cách đây 7 năm thì như đang phát thư. Giáo viên phụ huynh mà nghe thì mày đắc cử. Mở nhà để chăm sóc thì đem xăng gác ư. Mơ tới nơi đâu có tiền chức mà tao to và bự. Văn hóa miền Nam đâu bao giờ tao biết cử. Hip hop trong máu nên tao luôn muốn thử. Nhạc rap đường dạng chỉ là những câu nói chữ. UTH in the house, everybody stand up. Stampy boys in the house, everybody stand up. UTH in the house, everybody stand up. Yeah, yeah. Next flow của mình live Super. Under the hood. Anh đi sao thấy thế nào về Mad Flow? Điên, Mad Flow thiệt. Đúng, đúng nghĩa Mad Flow ha. Cái bài này hình như là Minh Lai đã từng đăng trước lúc làm clip cũng khoảng một khoảng thời gian rồi. Đăng trên SoundCloud và có hiệu ứng khá nhiều. Tại vì bài này ở trong một cái hình như là mini mixtape của anh Minh. Nói với anh Minh thì thôi, kiểu mà chỉ có cảm giác là anh Minh cũng hiểu được những thứ ghê đồ, lớn lên từ ghê đồ. Đúng đúng. Ừ, cho nên là những cái mà anh Minh là mang ra cho mọi người cũng là những cái đó. Ghetto, ghetto shit, ghetto life. Em biết là rất là ghetto thôi. Chính xác. Cái mà em thích ở bài này á, hoặc là khi mà em gặp anh Mila em nói chuyện, là cái tính hip hop á, cái tinh thần của anh. Bài này thì chúng ta có thể thấy là nội lẫn cả nội dung và cái flow của nó đều có cái hip hop rất là rõ ràng. Cái ghetto mà nói nó tạo sự khác biệt đối với những cái rapper hiện tại, những người mà đa số rapper hiện tại thôi, thì những người mà đang cố làm nhạc, những người mà đang làm nhạc thị trường hoặc là những làm ra những bài nhạc mà nó dễ nghe hơn để phục vụ cho đại chúng, thì anh Minh Lai lại mang những cái mà dù anh em đã hình thành nên con người của anh và những người anh em của anh đang mang vào bài nhạc. Và cái mà em thích thứ hai là cái việc mà anh shout out cho cái địa phương của anh rất nhiều. Thứ nhất là Phú Nhuận, thứ hai là miền Nam. Nó và kể cả MV của anh cũng thể hiện được cái điều đó. Nó mình nhìn MV mình thể liên tưởng được nhiều cái liên tưởng được cái sự bụi bặm và cái đường phố của miền Nam, thì mình sống ở đây mình quá rõ cái chuyện đó. Đúng rồi. Em rất là trân quý cái hành động đó và em nghĩ là nó làm em nhớ tới cái câu I put New York on the map của A$AP Rocky. Ừ. Thì em nghĩ là anh Minh Lai cũng đang cố làm điều tương tự với Phú Nhuận của mình. Đó là một cái điều mà em cảm thấy rất là respect anh Minh Lai. Đó là luôn luôn nhớ về cái nơi ở của mình. Tại vì nó là cái mà đã hình thành nên con người của mình. Và thậm chí là âm nhạc của mình nữa. Mình phải biết trân quý nó.
Và flow thì đúng nghĩa là mad flow nè. Nó biến chuyển quá nhiều và có sự tính toán. Sick. Ngay câu đầu em không hiểu sao nha, nhưng mà ngay câu đầu tiên á là nó đã tạo cái sự mà đi vô đầu người nghe, đi thẳng vô đầu người nghe luôn. Kiểu như một ví dụ điển hình là bây giờ team của em á, cứ hễ mà có một người kêu cuối tuần là sẽ có người kêu anh em mình xuống đường đi tới Phú Nhuận. Hiệu ứng và là kiểu mình thấy Phú Nhuận, không ấy ngoài Phú Nhuận ra là còn những cái local khác ở khu vực xung quanh Phú Nhuận như là Bình Thạnh, chỉ Gò Vấp. Những anh em hoạt động under kiểu management rate rất là nhiều, còn âm thầm động lặng lẽ, kiểu mình thấy anh mình giống như là một cái để push up anh em đúng rồi, để động viên, đúng rồi, động viên những anh em mà âm thầm đầu kỳ đó. Tại vì mình thấy đúng nghĩa như anh em BC gang của mình, đa số mọi người cũng ở khu vực Phú Nhuận và Bình Thạnh, những cái nôi sinh, những cái nôi của tai nạn, những cái nôi của những cái thứ rất là khó chịu quằn quại trong Sài Gòn, nó gom về cùng đó. Nhà thì cũng cứ chi chít kiểu đó, nó tạo nên cái chất riêng của anh em. Cho nên là em cũng thường hay nói với các anh em đó là hãy quan sát cái nơi ở mình nhiều hơn. Tại vì khi mà mình nhìn nhận được cái sự đồng bộ giữa mình và cái nơi ở đó, mình sẽ nhận thấy được cái chất riêng của mình. Đó là cái, đó là một cách để tìm ra được cái sự khác biệt của mình giữa với đối với tất cả mọi người. Và quay lại bài này thì anh Minh Lai có một cái sự tính toán, đó là cái flow của anh đó, khi mà vào vơ anh flow rất là biến nhão, nhưng mà khi vào hook đó, thì anh flow đều và chậm. Để tại vì cái đoạn hook á, nó là cái đoạn gây ấn tượng với người nghe nhất, nó là đoạn chốt. Thì nó cần phải là cái đoạn làm cho người nghe ấn tượng nhất và nhớ nhiều nhất. Cho nên là anh Lai làm như vậy, thứ nhất là cái đoạn hook người ta sẽ nhớ như hoài. Cái thứ hai là khi đi diễn live nó sẽ có hiệu ứng khán giả. Đúng rồi. Nó có cái khúc break kéo đà để lên đó. Yeah. Còn về MV thì anh Minh Lai là một người đã có kinh nghiệm đi quay nhiều rồi, không chỉ riêng MV, nên là cái video này nó đẹp là một cái điều mà em không ngạc nhiên. Và cái mà em thích đó, giống như nãy em nói đó, nó là cái sự kết hợp giữa những cái hình ảnh của Sài Gòn và những cái hình ảnh hip hop. Tức là anh Minh Lai thì đeo cái khăn chùm đầu, còn còn những cái anh em khác thì mang cái ski mask và cái trang phục của anh em cũng rất là hip hop. Nhưng mà anh em đi trong một cái khung cảnh rất là Sài Gòn. Nó có bảng tên đường Phan Xích Long nè, có đường ray nè, rồi quán pizza nè, rồi cái dây chuyền Bồ Tát gì lắm của anh Minh Lai nè, vân vân. Nó là những hình ảnh rất là châu Á và rất là Sài Gòn. Cái sự kết hợp đó nó làm em cảm thấy rất là thú vị và rất là thích. Cộng với cái sự xuất hiện của anh Subby nữa. Ở đầu video. OG. OG đó là cái cách mà shout out cho những tiền bối đi trước của mình. Văn hóa của anh em luôn. Em nghĩ đôi khi em không biết sao, tại vì em có một cái đợt nói chuyện với anh Minh Lai về cái sự ảnh hưởng của Isaac Mob rồi. Và em nghĩ là cái việc mà hình ảnh của một nhóm người đeo ski mask đó, em nghĩ chắc là cũng bị ảnh hưởng bởi Isaac Mob. Mình nghĩ là nhiều hơn á, tại vì ski mask nó là chỉ là một cái nó là một biểu tượng của gangster bên đó, kiểu là mọi người sẽ giấu mặt đi để mọi người hoạt động một cái việc làm việc khác. Còn khi mà mọi người mask up thì cái đó là mới là con người thật của mọi người. Thì kiểu nó cũng là một cái hình ảnh kiểu mọi người đang low-key để làm việc, làm một chuyện gì cái đó khác hơn. Và Bầm thấy cái MV thật sự Bầm khá là thích MV, tại vì mấy anh em trong nhà Joba đầu tư cho MV này khá căng. Tại vì Bầm thấy MV quá đẹp, với lại làm đúng cái màu mà mọi người mong muốn. Nó matching từ khâu vẽ ra ý tưởng tới khâu mà làm ra. Thấy quá ghê. Có một sự hoàn hảo và chỉnh chu, và có một tập thể lớn làm cái này, chứ không hẳn mình anh Minh không. Và cũng không quên shout out cho Paradise vì cái dứa. Còn beat dứa beat ảo thật.
Và bây giờ là bài 24K của Ry và Max Spenders. Ok. Right. Viên kim cương không nổi mặc dù phát sáng. 24 carat không ngại cát băng. Anh hào quang bên trong xe tự phát tăng. Ghê tao nhưng không thể nói tao rap chán. Bởi vì viên kim cương không nổi mặc dù phát sáng. Doing right, 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 right on me. Getting my, 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 my money. Got them eyes, 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 eyes on me. You can lie, 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 lie to me. Người ta dễ bị thu hút bởi những trò cười. Những thằng ngu ngốc từng nổi tiếng đều do mọi người. Bỏ qua những điều để đi mày đâu phải rồi. Chạy hết sức về phía thành công rồi hắn mỉm cười. Every fucking day là những bài học. Để cuộc sống hoàn thiện hơn như đang mày ngọc. Hãy hiểu về sao mày lại chọn con đường này. Và rồi cứ yên ngang tránh xa bù lầy. Bởi vì 24 carat không ngại cát băng. Anh hào quang lên trong xe tự phát tăng. Ghê tao nhưng không thể nói tao rap chán. Viên kim cương không nổ mặc dù phát sáng. Doing ra 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 only. Getting my 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 money. Got them eyes 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 on me. You can la 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 la. Ghi lại lịch viết trên trang nhạc. Đến chu kỳ cuối hợp đồng 3 tháng. Đều đổi bằng chất xám. Từ lúc chưa có gì là đảm bảo. Ta có một tủ sách nên không đọc từ những tài khoa ảo. Kim cương được mài rua cho đến khi nó trở thành hoàn. Let's go. Oh oh underground. Oh oh not for free. Oh oh get money. Oh oh không đủ kỳ. Oh oh fuck with me. Oh oh tăng giá trị. Oh oh what you see. Oh oh tell me what you see. Look at my life, I'm gon' shine, what you see? I got mouse by my side, what you see? Hit a club with my style, what you see? I don't know you, don't act like you know me. Look at my life, I'm gon' shine, what you see? I got mouse by my side, what you see? Hit a club with my style, what you see? I don't know you, don't act like you know me. Bởi vì 24 carat không ngại cả băng. Anh hào quang bên trong xe tự phát tăng. Ghê tao nhưng không thể nói tao rap chán. Viên kim cương không nổi mặc dù phát sáng. Doing ra 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 only. Getting my 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 money. Got them eyes 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 on me. You can la 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 la. Má nghe xong mà thở, nghe bài nào xong thở rồi đó. Ngọt thiệt. Bling bling. Đúng là nghe nó epic thiệt. Ừ. Căng luôn á. Yeah. Cái mà cái mà em ấn tượng đầu tiên khi em nghe bài này là mặc dù cái âm nhạc của nó là New Wave và Melodic Rap, nhưng mà cái verse 1 của nó, cái lyrics lại rất là tỉnh táo. Ừ. Nó mang nhiều thông điệp. Ừ. Có ý nghĩa với xã hội và cá nhân. Đúng rồi. Truyền năng lượng cực. Yeah. Nghĩa là Đến verse 2 thì mới bắt đầu flex. Ừ. Flex, flex là chảnh chọe hơn xíu. Ừ. Nó có cái, mình thấy đa số nhạc của anh em Ngọc Xài, mấy anh em đã có một độ flex nhẹ. Nhưng mà cái độ rất là đẹp. Mấy anh em biết sử dụng cái flex nó rất là hay. Vừa phải, vừa phải. Khéo vậy. Và có concept nữa, tức là dùng cái hình ảnh của cái viên kim cương để tượng trưng cho bản thân mình. Ừ. Đó là cái viên kim cương nó không có phát sáng, mà nó phát tán khi cái ánh sáng chiếu vô nó thì nó mới phát tán ánh sáng nó ra. Chứ nó không phải là, nó là cái thứ quý giá nhưng nó không phải là thứ nổi bật. Đúng rồi. Nó quý giá nhưng nó không nổi bật. Nói chung là ai chiếu vô nó thì nó sẽ sáng lên. Ừ, đúng rồi. Và nó cần cái sự khéo léo khai thác và
mài dũa để nó ra được cái hình hài của cái viên kim cương. Mình cảm thấy là cái ánh sáng đó mà Ryan muốn nói nó là hào quang. Mình nghĩ là như vậy. Cái ánh sáng mà Ryan muốn nói tới. Ở trong bài này thì cái hình ảnh viên kim cương nó không chỉ tượng trưng cho giá trị mà nó tượng trưng cho cái sự cố gắng. Đúng rồi. Cho nên là nó trở thành một cái hình tượng có ý nghĩa hơn rất nhiều. Đó là một cái ý tưởng rất hay đến từ Rai. Và melody của Rai và khi nó kết hợp với cái beat của Max Bender thì như anh em mình nói hồi nãy là nó rất là epic. Nó rất là đang. Nghe nó cine, nghe như kiểu như hoành tráng á. Ừ, hoành tráng á, hoành tráng á. Căng ảo đấy. Và Max cũng mình cảm giác khi mà đi diễn anh em sẽ để đúng rồi. Kiểu khi bước vào club nhìn ác thiệt như boss vậy đó. Và Max Bender thì đây là lần nói thật là em cũng ít khi nào để ý đến producer, nhưng mà Max Bender là một người mà em rất là chú ý trong cái bài này, tại vì em nghe nhạc rap nhiều nhưng mà cái beat này của Max Bender là một trong những beat hay nhất mà em từng nghe. Nghe sáng nó, sang và nghe nó bossy. Nhưng mà về Rai á, có một cái đoạn gần cuối bài có những cái câu tiếng Anh á, thì đó là cái điểm mà em hơi không thích cho lắm, tại vì do một số lỗi phát âm á, nên là nghe nó sẽ bị đối với những người khó tính thôi, còn đối với những khán giả đại chúng thì em nghĩ là không sao đâu, nhưng mà đối với những người khó tính thì họ nghe cái đoạn đó họ sẽ dễ bị down mood. Đối với bọn lúc mà bọn nghe cái từ juicy á, cái từ juicy, cái lời mày nhìn tao, nhưng mà khi mà mình nghe về mặt phát âm về mặt phải nghe nó thành từ juicy, là nghe kiểu flow nó ướt át nhẹ nhõm, kiểu flow rất là juicy như là một con ghẹ á, đầy đặn, đúng rồi. Nó cái từ juicy nó đầy đặn. Và bọn nghĩ cái từ juicy đó hay. Và nó với cái chữ có một cái đoạn I don't know you don't act like you know me. Ừ, đúng, bọn có thấy. Cái đồn đó, cái từ đồn của anh Rai hơi lỗi phát âm, nên là mà đoạn đó lại là đoạn ảnh đọc khá chậm nữa, nên là nó sẽ dễ bị down mood đối với những người mà họ khó tính. Nhưng mà đối với những khán giả đại chúng thì em nghĩ là không thành vấn đề. Tại vì bài này nó đã quá chỉnh chu rồi. Mặc dù là em vẫn cảm thấy Rai như là đang bị một cái gì đó chưa thể bộc phá hết 100% sức mạnh của ảnh, nhưng mà bài này như vậy là quá tới rồi. Vâng, nghĩa là Rai đang có một cái gì đó em nghĩ cho là mọi người đang chờ, mọi người sẽ cho mọi người thấy một cái gì đó chứ không phải là qua những bài nhạc này không. Tức là em vẫn nghĩ là anh đang ở trong một cái giai đoạn thử sức mình, thể nghiệm nhiều cái trải nghiệm khác. Đúng rồi. Nó là như vậy. Bài đang hay quá trời. Rồi bài tiếp theo là bài cuối cùng luôn, bài Thợ Sửa Ống Nước của D-Flow tới từ Underground Life. Cho baby học ống nước, ok skirt, không cần ngại có anh ở đây khi chỉ cần số địa chỉ nhà, xong rồi anh sẽ đến bên em. Big hero sẽ xuất hiện, không quan trọng dù ngày hay đêm. Hãy gọi anh đến trước, anh thợ sửa ống nước, cờ lê bên hàng, nhà em đang lênh láng, nhà mất nước cày lắm, thơm tho mới xây đắp. Chồng em đi công tác, hôm nay anh may mắn. Sáng mở mắt, anh thức dậy, đi làm vội cho đến công ty. Có ống nước không làm nổi, bị ông sếp cho cái selfie. Vẫn phải mảnh khi đi làm, dưới chân anh mang đôi Jordan. Em phải nhớ chăm sóc mình, đừng để bản thân bị khô cạn. Không sao hết, cứ để anh sửa cho baby. Hỏng ống nước, ok skirt, không cần ngại có anh ở đây khi chỉ cần số, địa chỉ nhà, xong rồi anh sẽ đến bên em. Big hero sẽ xuất hiện, không quan trọng dù ngày hay đêm. Hỏng ống nước, không sao hết, cứ để anh sửa cho baby. Hỏng ống nước, ok skirt, không cần ngại có anh ở đây khi chỉ cần số, địa chỉ nhà, xong rồi anh sẽ đến bên em. Big hero sẽ xuất hiện, không quan trọng dù ngày hay đêm. Hỏng ống nước, vậy thì phải, call me right now. Em cần nước để gột rửa, nhà em
có vai trai đào. Đùa anh lắm nên đi sang, anh cần mang theo cái bao. Anh may mắn chỉ là thợ nhưng vẫn luôn được 2 sao. Alo alo, anh thợ nghe này. Alo alo, giọng em nghe là lướt. Em chủ nhà này xinh, anh ưu tiên làm trước. Em kêu nước bị tắc, sao người em lại ướt? Văn này hỏng em nha, không sửa được. Hỏng ống nước, không sao hết, cứ để anh sửa cho baby. Hỏng ống nước, ok skirt, không cần ngại có anh ở đây khi. Chỉ cần số, địa chỉ nhà, xong rồi anh sẽ đến bên em. Big hero sẽ xuất hiện, không quan trọng dù ngày hay đêm. Ok, khá là giải trí, vui tính. Dễ thương. Anh thấy sao về bài Thợ Sửa Ống Nước? Nói cảm nhận ha. Mọi người đang làm đúng theo cái kiểu của trap. Kiểu nhạc trap thì đa số nó sẽ nói về những cái thứ như thế này. Những cái thứ linh tinh, linh tinh, linh tinh, linh tinh. Đó đúng là cảm bẫy của nó, đúng là trap luôn. Nó sẽ kiểu như vậy. Ok, mọi người làm đẹp mà. Nói chung là anh rất là công. Anh không, anh rất là ít khi mà phán xét nhạc người khác. Cho nên anh chỉ, như anh nói là chỉ cần cái bài này. Thì ok, mọi người hay làm đúng được cái thông điệp của mọi người làm ra. Cho em thấy thì đúng là họ đã đạt được cái mục đích là làm được một bài nhạc giải trí. Tại vì nó giải trí thiệt. Đúng rồi, hay mà. Vui thiệt, coi MV rồi thì nó cũng thấy ok. Nhưng mà có một cái điều là bài này không khiến cho em có cảm giác là em sẽ muốn nghe lại. Ừ. Nó không có bị trôi qua đúng không? Ừ, nó bị trôi qua. Tại vì giống như anh ICD từng nói là một là làm nhạc thật tệ, hai là làm nhạc thật hay, chứ đừng làm ở tầm trung. Bài này nó đang ở tầm trung nên là nó đương nhiên là sẽ không có điểm gì để chê. Mọi người làm rất tốt nhưng mà để mà gọi là một bài nhạc hay thì cũng chưa tới được cái mức đó. Ừ. Tức là nó sẽ không để lại một cái ấn tượng gì ngoài cái sự vui tính và cái sự giải trí của nó. Thì không có lưu lại âm thanh ở trong đầu mình. Đó là cái mà em thấy ở bài này. Và anh em cũng đầu tư chứ, anh em đầu tư MV, góc quay đồ này họ. Hình ảnh rất là xịn, rất là rõ nét luôn. That's the vibe with the baby. Good on baby. Và đó là bài Thợ Sửa Ống Nước của D-Flow. Thực sự thì D-Flow em có nghe qua bài trong bài H-Town Money Flow rồi. Thì cũng là một rapper có khả năng chơi nhạc rất là tốt á. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà làm những bài nhạc mà giải trí như thế này thì cần có tính toán hơn, tức là giống như là những người mà họ biên kịch một cái kịch bản hài á thì họ phải biết cái miếng hài nó nằm ở đâu và họ khai thác nó mạnh hơn. Thì bài này chưa làm được điều đó. Còn nếu mà em nghĩ là D-Flow nên cải thiện cái phần đó. Chứ bài này nếu như mà làm hay thêm chút nữa thì nó sẽ viral rồi. Đúng rồi. Giống như mấy bài nhạc giải trí của anh Dương Tiến Đạt nè, cũng là cái dạng kiểu này. Kiểu đúng rồi, đúng rồi. Dẫn. Và đó là bài Thợ Sửa Ống Nước, sản phẩm cuối cùng của buổi công bố ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì anh Nacer có cái cảm nhận như thế nào khi mà tới đây và cùng em ngồi react những bài nhạc như thế này? Ok, cảm ơn. Thật sự trước mắt muốn cảm ơn VipHop cho mình tạo điều kiện mình ngồi đây với Lazy và ekip của VipHop để ngồi làm việc. Thì đây là một môi trường khá là mới với mình khi mà mình lần đầu tiên quay mấy cái thứ này. Nó cũng khá lạ. Nhưng mà nó cũng tạo cho mình một cái rất là hay khi mà mình được xem lại những cái MV của anh em mình và những MV của những anh em khác đang trong cộng đồng chơi rap hiện tại. Thì nó tạo cho mình kiểu một cái là mình thấy mọi người đang có rất là nhiều màu sắc trong cái cộng đồng này. Và mọi người đã biết mọi người đã làm gì rồi. Thì mong là cộng đồng anh em càng lúc càng hay hơn nữa để chứng minh là Việt Nam mình không tệ, không tới mức mình phải sánh, nói chung là mình phải
cho người ta thấy việc mình cũng không như người ta nghĩ. Cảm ơn chia sẻ của anh Nay Sơ. Và trước khi kết thúc chương trình thì mình xin gửi lời cảm ơn đến hai nhà tài trợ là Sài Gòn Hip Hop Jewelry và Product Club đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.